Khác với cảnh đông đúc xếp hàng chờ đợi như trước đây, thì nay lượng người đến với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính đã giảm đi nhờ việc thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, thời gian chờ đợi cũng được rút ngắn nhiều. Em là nộp hồ sơ từ 2 ngày trước rồi, thì hôm nay là đến ngày đến lấy kết quả thì em đến đây lấy kết quả thôi. Ở trên trang dịch vụ công của Hưng Yên ấy thì có từng bước rồi, mình chỉ cần làm theo và up hồ sơ lên thôi. Thực hiện từng bước một, xong rồi nhìn ngày hẹn kết quả thì mình ra đi lấy thôi. Đến nay Hưng Yên đã có trên 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hay còn gọi là dịch vụ công cấp độ 4. Việc này tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Xuống đây thì từ lúc nhận cái giấy tờ làm gì này, chỉ bảo làm thì cũng rất là nhanh chóng, thủ tục nhanh chóng, gọi là thái độ thì thoải mái, vui vẻ. So với trước đây thì có những cái thủ tục đã được nộp online toàn trình ấy, hoặc là cũng có một số thủ tục bây giờ được nộp online một phần, thì cũng giúp cho bọn em tiết kiệm được thời gian đi lại cũng như thủ tục hồ sơ giấy tờ hơn. Theo công bố tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tháng 3 năm 2024, tỉnh Hưng Yên dẫn đầu cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử. Kết quả này tăng 19 bậc so với năm 2023, tăng 11 bậc so với tháng 1 năm 2024 và 4 bậc so với tháng 2 năm 2024. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng những nhu cầu và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp tại cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho hoạt động của chính quyền các cấp.